Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Trên Tầng Mây. Kính chúc mọi người một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Trên màn hình quý vị, đây là dự án Thủ Thiêm GX Driver. Dự án bao gồm 2 tòa nhà cao 25 tầng và 32 tầng và 2 dãy nhà thấp tầng. Dự án có tiến độ khá nhanh. Hiện tại, tòa tháp 25 tầng đã được cất nóc, tòa còn lại thì đã thi công lên đến sàn tầng thứ 30, chỉ còn 2 tầng nữa là được cất nóc và sẽ thi công hoàn thiện bên trong và bên ngoài. Hướng về trung tâm thành phố, ta thấy một đại công trường với các tòa nhà đang được xây dựng, trong tương lai sẽ thay đổi bộ mặt thành phố. Hình ảnh tiếp theo là dự án The Grand Marina. Tiến độ của dự án rất ổn định, thiết kế và vị trí của các tòa tháp trong dự án rất đẹp khi nằm tại trung tâm thành phố, hướng bao quát ra sông Sài Gòn. Kế đó là tòa tháp The Sun Tower với chiều cao 55 tầng nổi, với thiết kế lấy cảm hứng vườn treo. Hiện tại tòa tháp đã thi công đến sàn tầng 16, lõi thang máy thì đã đến tầng 20, khối đế trung tâm thương mại thì cũng đã lên đến sàn tầng 4. Tòa tháp cao 55 tầng, chiều cao xấp xỉ tòa tháp Biteco. Hầm của tòa tháp được thiết kế kết nối với nhà ga ngầm Ba Son, nằm dưới chân cầu Ba Son, ngay trung tâm quận 1. Trong tương lai, khi tòa tháp này hoàn thành, nó sẽ là biểu tượng mới cho thành phố. Sau một thời gian thi công cầm chừng, thì hiện tại tiến độ của tòa tháp đã rất nhanh với 3 ca thi công một ngày. Đối diện với dự án The Sun Tower qua chân cầu Ba Son là hai tòa tháp trong giai đoạn 1 của dự án The Nexus. Hai tòa tháp này với chiều cao lần lượt là 25 và 35 tầng. Hiện tại cả hai tòa đã lắp kính gần xong và đang thi công máng đèn LED bên ngoài. Có thể thấy thiết kế dự án rất đẹp và sang trọng, tạo thêm điểm nhấn bên bờ sông Sài Gòn ban ngày và cả ban đêm. Đối diện với The Nexus qua sông Sài Gòn là dự án The Metropole Thủ Thiêm, nằm dưới chân cầu Ba Son, có vị trí vô cùng đắc địa.
Giai đoạn 2 thì vẫn đang được thi công hoàn thiện các hạng mục cuối. Hiện tại giai đoạn 3 đã xong phần thô và đang thi công ốp kính cho hai tòa tháp. Tiến độ như quý vị có thể thấy, đã ốp được 50% tòa tháp. Giai đoạn 4 thì đang trong quá trình đào hầm. The Metropole là dự án có tiến độ thi công tốt nhất trong các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có điều gì sai sót, mong các bạn bỏ qua hoặc bình luận để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like và nút đăng ký kênh để kênh có động lực tạo ra các video tiếp theo hay hơn.